Đây là bài 76, tương với phần 4 bài 27 quyền 2. Đầu tiên hãy nói, đại phu xem kết quả xét nghiệm. Đại phu khẳng khoa chế của. Bây giờ là từ viêm đường ruột, âm hán Việt là chàng viêm. Chàng yên. Chàng. Chàng. Yến Yến Trắng yến Trắng yến Bị viêm đường ruột, hãy nghe và nhắc lại. Tứa trắng yến Tứa Tứa Trắng Trắng Yến Yến Tứa trắng yến Tứa trắng yến Trong đó từ tứa đã học chính là chữ tơ đắc trong bổ ngư trạng thái. Từ này hay dùng để chỉ mắc các bệnh gì đó. Đa bị, chỉ bị bệnh Tứa lợ Tứa lợ Hãy nhắc lại viêm đường ruột trắng yến trắng yến đã bị phim đường ruột tớ là trắng yến tớ là trắng yến đã bị bệnh gì? tớ là sớm mất bệnh tớ là sớm mất bệnh 我是不是得了肠炎？我是不是得了肠炎？大夫，我是不是得了肠炎？大夫，我是不是得了肠炎？ 大夫，我是不是得了肠炎？没死了，得丢丢化，消化，消，消，化，化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化，消化， 消化不好，消化不好，chỉ là tiêu hóa không tốt，只是消化不好，只是消化不好，không phải là viêm đường ruột，chỉ là tiêu hóa không tốt。 不是肠炎只是消化不好。不是肠炎只是消化不好。微斯拉的阶段润翻了抹脱。开药开开药 药，开药，开药，给姆一托，开一些药，开一些药，给某一托叫吧给你开一些药，给你开一些药。 直接给我一拖车吧。先给你开一些药。先给你开一些药。爹还耶反应来。打针。打。打。针。针。 tả chân tả chân không thích tiêm bù khoan tả chân bù khoan tả chân một mũi mà chỉ cần thêm từ một vào giữa tả y chân tả y chân tiêm mấy mũi tá chỉ chân tá chỉ chân tiêm một mũi cho bạn cái ní tái ỉ chân cái ní tái ỉ chân rồi tiêm cho bạn một mũi sau rồi lại tiêm cho bạn một mũi sau nguyên văn là lại cho anh tiêm một mũi Cái nhí, tái chân. Cái nhí, tái chân. Ở đây cũng dùng từ dài để nói rồi làm cái gì đó sau rồi lại làm cái gì đó sau. Trước tiên, ghi một ít thuốc cho anh. Xin cái <laughs> nhí cái gì cái 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 gì cái rồi lại tiêm cho bạn một mũi sau. Giải cái ní tái ỉ chân. Giải cái ní tái ỉ chân. Hãy nhắc lại từ đầu, đại phu tôi có phải là đã bị viêm đường ruột rồi hay không? Đại phu, tôi có phải là đã bị viêm 大夫，我是不是得了肠炎？Để xem kết quả xét nghiệm. 我看了化验结果。我看了化验结果。Không phải viêm đường ruột. Búi r 不是肠炎起是电话不好，只是消化不好，只是消化不好。就先，给买点吧先给你开一些药。 xin gửi nị khai ý xe Rồi lại tiếp cho bạn một mũi sau. Zài gửi nị tải ý chân. Zài gửi nị chân. Lấy thuốc xong, nguyên văn là lấy rồi thuốc. Ná lời dạo. Ná lời dạo sau khi lấy thuốc xong. lấy hậu. lấy hậu. Thuốc này uống thế nào? Nguyên văn là này thuốc làm sao uống? Chưa Một ngày ba lần.

phản hậu chứ phản hậu chứ bây giờ hãy nghe phải nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng trung rút tiền truyền chén trước tiên giới thiệu một chút xin giới thiệu một chút. cũ mới giúp Xin bệnh viện, Y yu viện phim điện ảnh và phim truyền hình, điện ảnh và điện ảnh gì cô, cô, làm phiên dịch cô, 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 béo gầy hay rộng chật. Phấy, sầu. 21 tuổi. 21 tuổi. 8 giờ kém 10. Trả sứ phân 3 điểm. Phải đem theo cơm chưa? giáo làm phiền tôi hỏi thăm một chút láo chả tôi cứ đi về hướng đông, đi đi vào trong thành chơi, đi Người lái xe taxi. chu du trưa sư chi. Ngồi xe số 375. Dùa san chi u lụ trưa. Nói rất nhiều lời. Xua khẩn tua Nói lại một lượt nữa. 再说一遍头说哈。头疼、发烧、咳嗽。台，电视台。好，空背。学得不错。 trình độ tiếng Trung. Hải ngữ suy bình. Đâu có. Ná lý. Lưu loát trôi chảy. Liếu lỉ. Hơn 4 giờ. Sử tiền tua. Xa nước ngoài. Chu của Gọi cho di động của bạn Tả tha ở sầu chi Qua một lát nữa hay gọi Cuối khuấy giải tả Điện thoại kêu rồi Điện thoại chẳng lọ Đá bóng 踢足球，踢托福，考托福，肚子痛惊肚子疼得厉害丢钱，拉肚子，鱼和肉。 Uy hứa nếu rẩu. Xét nghiệm phân. Khoai hèn tả biển. Kết quả ra rồi. Chế quả chua lái lợ. Lại kiểm tra cho anh một chút sau. Giải cây ní kiểm tra kiểm tra. đã bị viêm đường ruột. Tớ là tráng yến. Kê một ít thuốc cho anh. Kế nỉ khai ý xe Tiêu hóa không tốt. Sao hóa bụ hảo. Tiêm một mũi cho anh. 给你打一针。